Ngày 26 tháng 7, nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Bình Nhưỡng. Theo tường thuật của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, hai bên đã có một cuộc trao đổi thân tình. Trong đó, ông Shoigu đã trao cho ông Kim bức thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Về phần mình, ông Kim cảm ơn nhà lãnh đạo Nga vì đã cử phái đoàn quân sự do ông Shoigu dẫn đầu đến Bình Nhưỡng, đồng thời cho biết cuộc gặp đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược và truyền thống giữa Triều Tiên và Nga. Theo KCNA, cuộc gặp là một nấc thang quan trọng trong việc phát triển hơn nữa mối quan hệ chiến lược và truyền thống giữa Triều Tiên và Nga theo yêu cầu của thế kỷ mới. Sau đó, ông Kim và ông Shoigu đã ghé thăm một triển lãm vũ khí nơi Bộ trưởng Nga được giới thiệu các loại vũ khí và thiết bị mới. Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nói với ông Shoigu về các loại vũ khí và thiết bị được phát minh và sản xuất trong kế hoạch phòng thủ quốc gia của Triều Tiên và nhiều lần bày tỏ niềm tin rằng quân đội và nhân dân Nga sẽ đạt được những thành công lớn, KCNA cho biết thêm. Ông Shoigu đã đến Bình Nhưỡng từ tối 25 tháng 7. Trong một bữa tiệc ở thủ đô Triều Tiên, lãnh đạo quốc phòng Nga ca ngợi quân đội Triều Tiên là quân đội mạnh nhất trên thế giới, theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc. Ông Shoigu đã nói như vậy khi gặp người đồng cấp Triều Tiên Kang Sun-nam. Phái đoàn Nga và bộ phái đoàn Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị Lý Hồng Trung dẫn đầu đã đến Triều Tiên trong tuần này để tham dự các hoạt động đánh dấu 70 năm ngày ký kết thỏa thuận đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 diễn ra trong ngày 27 tháng 7. Ngày này được Triều Tiên gọi là ngày chiến thắng và thường được tổ chức kỷ niệm long trọng. Hai phái đoàn của Nga và Trung Quốc là những vị khách quốc tế đầu tiên mà Bình Nhưỡng công khai đón tiếp kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Mỹ cáo buộc Triều Tiên cung cấp viện trợ quân sự cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, cáo buộc mà cả Bình Nhưỡng và Moscow đều bác bỏ. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel hôm 25 tháng 7 nói cả Nga và Trung Quốc có thể sử dụng ảnh hưởng của họ đối với Triều Tiên để đưa nước này quay trở lại bàn đàm phán liên quan chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,